Càng nghĩ sâu, ta càng thấy sự bồn chồn hiến thân cho đời là nguy hiểm cho đời. Ta có gì mà cho đời? Cho đời cái con người mù lòa ngu xuẩn của ta đây chăng? Không khéo lại đóng vai anh mù đi trong con đường tối, đừng vô tình mà đem thuật cứu nhân mà hại nhân. Có vật ta cho là khổ, người lại cho đó là vui. Có vật ta cho là sang, người lại cho là hèn. Có vật ta cho là trọng, người lại cho đó là khinh. Đây một việc mà ta cho là sướng, buộc người phải cho là sướng, đó là ngu. Cái sướng của kẻ ngu, người trí lấy làm bực mình. Cái sướng của người trí, kẻ ngu cũng lấy làm bực mình. Hiến thân cho đời, ừ, được. Nhưng phải cho cái thân hèn này cho ai trước? Bốn phương tám hướng, tiếng kêu gọi vang dày. Chỗ này nói cho đây, chỗ kia nói cho đây. Cho đâu? Đâu đâu cũng là người. Tự tôi chưa biết sao là thực sướng, thì lấy gì làm chỉ chỗ sướng cho người? Tự tôi còn không biết rõ công bình là gì, lấy gì mà nói công bình cho kẻ khác? Tự mình ham muốn công bình là hết công bình, còn mong đem lại người khác công bình gì nữa? Tôi dối mình gạt đời hay sao? Không thể. Nói đến công bình là hàm có cái nghĩa lợi cho bên này mà cũng lợi cho bên kia. Muốn vừa lợi đây vừa lợi đó là ngu. Làm sao nói đến lợi mà không có hại? Làm sao nói đến vinh mà không có nhục? Làm sao muốn có phải mà không có quấy? Làm sao muốn có nên mà không có hư? Nên hư tốt xấu sang hèn lợi hại như bóng với hình. Thiên hạ đều biết tốt mà cho là tốt là mở đường cho xấu rồi. Biết phải mà cho là phải là mở đường cho quấy rồi. Bởi cớ nên có và không sanh nhau, khó và dễ thành nhau, dài và ngắn chiếu nhau, cao và thấp đối nhau, âm và thinh hòa nhau, trước và sau theo nhau. Cái lợi cho cá, nó không phải lợi cho chim. Bao giờ cái luật bất bình đẳng tự nhiên không còn nữa thì sẽ nói lợi mà không có hại. Biết vậy thì cái lợi cho thân này dĩ tất có lợi cho thân khác. Cho người cái lợi của thân này và lại tin tưởng đặng rằng người cũng sẽ thích như ta thích là mê loạn vô ngần. Nhưng rồi nếu phải hiến, phải dâng thì phải dâng hiến cho ai đây? Các tài thủ lãnh nói, hiến cho ta đây. Chỗ khác lại nói, đừng có tin cậy nơi cá nhân, hãy hiến thân ngươi cho một lý tưởng hay một chủ nghĩa còn hơn. Lý tưởng và chủ nghĩa thì lại vô số mà lại mâu thuẫn mãi với nhau. Bởi 100 đầu óc có 100 tư tưởng khác nhau, 100 sự nhu cầu hay quyền lợi khác nhau. Tất nhiên có 100 lý tưởng hay chủ nghĩa khác nhau. Nào là quốc gia, nào là xã hội, nào là đảng phái, chánh trị hay tôn giáo. Ai ai cũng xem mình là thần thánh mà dèm pha kẻ khác để nâng cao giá trị của mình. Một hội con buôn, ai ai cũng nói ta đây là chân lý, kẻ khác đều lầm lạc cả. Ngoài ra không còn có con đường nào là con đường giải thoát. Đứng giữa những tiếng kêu gào khắp hướng, giờ ta cứ trù trì nơi ngã ba đường cái đó mãi sao? Nghe ai? Ai phải? Ai quấy? Ta chỉ là người chí ngu mới nghe theo lời của chúng. Ta chỉ là người chí si mới để ý đến cái trò hề của chúng. Khép chặt giác quan, ta hãy tầm con đường của ta. Ta hãy tầm ra cái người thực của ta, để ta sống cái sống đầy đủ của ta. Nhân danh một lý tưởng nào mà người cầm ta không cho ta sống theo bản tánh của ta? Ta nhất định không mang đầu ai mà tư tưởng, không mang quả tim ai mà cảm động. Này các anh là một bầy nịnh hót, như một bầy bán phấn buôn hương. Bởi các anh là kẻ đã bán cái người của các anh cho một thế lực nào hay một tôn giáo nào rồi. Không đâu, tại các anh không khéo mạo nhận cái tiếng nói của nhân đạo nên người ta mới thấy rõ chân tướng của các anh. Các anh nói tôi phải ghét kẻ đồng loại của tôi, các anh buộc tôi phải ngăn trở sự tự do của họ. Thấy người ta sang mà ghét là tại mình còn ham cái sang đó. Thấy người sướng mà ghét là tại mình còn ham cái sướng đó. Đừng có thấy người ta nói ghét điều xấu mà cho là họ ưa điều phải. Mà cái chi là phải, mà cái chi là quấy? Phải hơn cái quấy, quấy hơn cái phải, sướng hơn cái khổ, thì phải quấy dinh nhục sướng khổ mà làm gì? Ghét người không công bình, chính mình đã bất công bình rồi. Bởi cái mà mình cho là hại cho bên này, mình sao lại quên nó đã lợi cho bên kia? Bên bên này mà phụ bên kia, cướp đây mà cho đó, sao lại có thiên lệch như vậy? Thôi đi,
Các anh cứ theo đuổi theo cuộc tranh đấu bất tận của các anh. Các anh cứ mà xây đầu óc, quà máu mủ với tên bay đạn lạc. Những tên lính đáng thương hại vì bị nhồi sọ mà nghe lời đường mật của các anh. Không, tôi tự quyết lánh xa cuộc tàn khốc ghê gớm mà các anh đã nhận chìm biết bao nhiêu kẻ thật thà ngay dại. Ta quyết không chịu đem tấm thân này mà hiến cho ai bất kỳ một cách dễ dàng cẩu thả đâu. Ta quyết không làm một vật dùng cho ai, không làm một khí giới cho ai. Các anh hứa hẹn sự giải thoát, nhưng rồi đến khi chúng tôi theo các anh thì các anh buộc chúng tôi phải phục tùng, nhắm mắt mà phục tùng. Ta quyết không bao giờ để các anh giết ta một cách hèn hạ đâu. Ta quyết không mang cặp kiến màu của thành kiến nào cả. Ta quyết xem với cặp mắt ta, nghe với lỗ tai ta, suy với đầu óc ta, cảm với quả tim của ta.